Thì ông bà cô chú anh chị em ơi, Lâm xin chào ông bà cô chú anh chị em ha. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì ông bà cô chú anh chị ở xa xa nè, Lâm có qua cái ở gần quốc lộ nè. Quốc lộ thuộc gì ở gần một quá kiến tường cả nhà. Thì Lâm đi sơ qua thấy cái căn nhà giống như căn nhà nhưng mà không phải căn nhà. Mới hỏi cái chú ở nhà kế bên chú nói là một cái trạm xá. Bây giờ Lâm sẽ vô review và quay khám phá cái trạm xá này nó có điều gì bí ẩn. Thì thường những trạm xá thế này thì chắc cũng không có gì, nhưng mà bỏ hoang lâu năm thì chắc cũng có gì đó ma mị trong đây ha. Ma mị trong đây cả nhà, nhìn thấy cũng rất là u ám và rất là ấy. Ban đêm thì rất là u ám, ban ngày thì không sao. Bây giờ Lâm sẽ vô trong đây khám phá cái ngôi nhà này nó có cái gì quyền bí và nó có cái gì ma mị nha. Nghe chú kể thì bỏ rất là lâu, chú nói là những cái nơi nào mà cái giống như cư người ta ở mà bỏ lâu thì nó có điều gì đó rất quyền bí. Nhưng mà cả nhà cũng biết là trạm xá rồi, chắc chắn thì cũng phải có người khi bệnh nặng là đến trạm xá rồi chết luôn tại trạm xá. Thì cái điều đó ở đây trạm xá này Lâm không biết có hay không, nhưng mà Lâm sẽ đi vô quay khám phá và quay từng ngõ ngách trong cái trạm xá này có cái gì. Vậy thì mời cả nhà xem ạ. Đây là con đường đi vô trạm xá. Ở đằng trước đường thì cũng có cái khoảng trống đi nha cả nhà nè. Đó. Lâm ở trước Lâm thấy nè, đó, bây giờ thì mình đi thẳng vô luôn nha. Đó. Ở xung quanh đây thì người ta cũng có nhà, cây ruộng lúa rồi rất là nhiều. Đó. Thấy chưa? Giờ Lâm sẽ bắt đầu vô trong đây nha. Nhìn xa xa thấy nó hơi u ám rồi nè cả nhà nè. Nhìn xa thấy hơi u ám rồi nè. Cả nhà nè, zoom lại cho cả nhà xem nè. Bây giờ thì đi vô cho cả nhà xem nha. Đầu tiên thì cũng có một cái lối đi vô. Hai bên cây thì rất là u ám nè. Đó. Cây cối rất là nhiều, nhiều lắm cả nhà nè. Cây cối tùm xung quanh đây, tất nhiên là không ai dỡ, không ai dọn hết. Không biết cái nơi này có ai nhà nước người ta có tu sửa là gì không. Không biết nha. Nhưng mà cái này là trạm xá thì vô đây nó có cái điều đó hơi là lạ. Chạy trạm xá cả nhà biết không, trạm xá thì chắc chắn là ngày xưa thì có chắc chắn một điều là sẽ có người đi trạm xá không kịp, bệnh đau chứ trạm xá có thể là chết luôn trong trạm xá luôn cả nhà ha. Điều này điều không thể nào tránh khỏi được đó. Xung quanh rất là u ám luôn nè. Bây giờ thì Lâm sẽ mời cả nhà vô đây xem trong trạm xá này có những gì nha. Thì đầu tiên ở dưới đây dưới chân Lâm á là những cục gạch, những cái ngói á. Lâm thấy người ta dỡ ngói này hết rồi, đây nè, thì gạch nó ngói nó rớt xuống đây nè cả nhà. Hai mấy xung quanh này cỏ tùm luôn, tùm như là không ai đến đây luôn cả nhà ha, không ai dám đến đây luôn. Đây nè cả nhà. Nhà cho cả nhà nhìn sơ một cái đi rồi bắt đầu đi vô nha nè. Nó cái khung cảnh cái trạm xá nó như thế này nè. Nó trạm xá này bỏ đã rất là lâu rồi, chú nói là bỏ rất là lâu. Vậy Lâm sẽ đi một vòng ở ngoài này trước, bắt đầu mình vô sau rồi cả nhà ha. Đây nè, khu trạm xá nó cái hình ảnh nè. Cả nhà nhìn thấy nó u ám ghê chưa. Mấy cửa sổ lấp lóp ló nhìn thấy ghê quá. Qua đây cho cả nhà xem luôn. Đây nè, có hai chỗ ổi. Thằng tỏ là không ai vô đây đâu trời cả nhà. Có hai chổi bự quá trời luôn, lạc nữa xin hái ăn luôn.
Thì đây nè cả nhà nó, ông bà cô chú anh chị thấy không? Ở xung quanh đây nhìn thấy rất là ma mị và rất là ghê gớm. Thường trạm xá là chắc chắn có những vong linh vong hồn, tại là rất là nguy hiểm cái trạm xá. Nhưng mà trạm xá này mổ quan nữa cả nhà, trạm xá bình thường thì không có gì, trạm xá bình thường là ta cứu người, còn trạm xá này là bây giờ dở tóc tôn rồi, ngói thì dở ra hết rồi, không còn gì trống lỏng đúng lơ luôn. Bây giờ Lâm sẽ không nói vòng vòng nhiều để làm gì mất thời gian, ông bà cô chú anh chị hãy vô khám khóa ở trong cái trạm xá này có những gì nha, có những gì quyền bí chia sẻ cả nhà xem nha. Đây là vô thấy cái gì mà toàn ten ở đây, thấy là ớn rồi đó cả nhà nè, thấy chưa đó. Bây giờ mình sẽ vô một cái cổng chính nha. Đây nè, ôi ôi, nhìn cái trạm xá này rất là cổ xưa, rất là ma mị luôn đây nè. Nhìn khung cảnh cho cả nhà nhìn xem sơ nha nè. Giờ Lâm sẽ bắt đầu đi vô nha. Ở trước này Lâm thấy đầu tiên Lâm thấy là có một cái áo ai cục ở đây. Mặc áo này rất là lâu rồi nè, nhìn thấy chớm không? Ối không? Bây giờ Lâm sẽ đi vô cái phòng này trước, phòng ở đây trước nha. Ở đây thì vô cái này hồi xưa lập ngói thì người ta cũng đập ngói hết, ta bỏ xuống đây quăng hết rồi nè, ngói là bể nè, bể chân nè. Đi mà không ăn dài là mình đạp trúng là gãy chân. Giờ để bắt đầu đi vô cả nhà ha nè, vô. Này thì Lâm thấy có một cái tấm giống như một cái tấm màn mà che mưa gió. Tấm này rất là lâu, cái lỗ này rất là tốt chứ không nó mục đã mục lâu rồi cả nhà ha. Đi tiếp vô có gì không, ở dưới thì ngoài cái ba cái ngói á, cái ngói người ta đập rớt xuống đây cả nhà. Ủa, nghe tiếng gì đó, ngoài cái ngói ra thì không có gì đâu. Cửa sổ nhìn vào mái mài nè, cả nhà nhìn ở trên mấy hải hùng nè, dách trên nè, dách trên là ba cái cây này nó mục nè, mình đi mà không cẩn thận nó rớt xuống giữa rừng là chết luôn. Mà cũng phải cẩn thận hơn nữa là do khu vực này có ong đó. Ui, ong. Đi tiếp nha cả nhà. Đây là một cái giống như một cái phòng khám bác sĩ đó. Phòng này phòng bình hông. Trạm xá thì rất là nhiều phòng. Đây thì Lâm thấy có mền chiếu vậy nè, chắc ngày xưa người ta ngủ đây nè, người ta bỏ mền chiếu ở đây cả nhà nè, thấy chưa nữa nè. Bên đây thì nó mọc ngói, đa số là thấy là ngói thôi chứ không có gì được gì lạ hết. Rồi lên bên trên cho cả nhà xem nha, nó cũng giống như cái phòng kia thôi. Xung quanh nghe cái này nè, nghe nói là bỏ rất là lâu rồi, là lý do thì không biết lo do thì tại sao mà đi chỗ này không ở nữa, chắc có điều gì huyền bí hoặc là có trạm xá này có bệnh nhân chết hả cả nhà ha. Thực tế nếu mà nói về trạm xá có bệnh nhân chết thì chuyện bình thường, không có gì lạ hết, nhưng mà đối với cái trạm xá mà bỏ quan gì thì không bình thường. Lâm ấy vô đây thấy hơi nhức đầu, thấy nó có không đường gì lạ thì ở đằng trước này nè, toàn là cũng là ngói thôi, không có gì. Đây là một cửa sổ, ở bên hông cửa sổ này toàn là cây cối tùm, nói chung là cái nguyên cái trạm xá này là coi như là u ám ma mị luôn, đúng là ma mị luôn nè, toàn là cây cối không chứ không có. Có ở trên là có ánh sáng thôi, nếu như mà ở trên mà còn để ba cái ngói này kia không đập xuống nó còn ma mị hơn nữa, còn rung rợn hơn nữa.
Nhìn thấy nè cả nhà nè, cho cả nhà sơ nhìn sơ đi. Ở khung chỗ này Lâm thấy là một như là cái khung mà bếp hay gì đó nè. Thường trạm xá ở thì cũng có cái bếp để mà các bác sĩ nấu ăn ngoài giờ giải lao, giờ nghỉ nha cả nhà. Nhưng bây giờ thì ngói không nè, ngói không, cổ nát mục hết trơn, bỏ quang nè. Xa xa Lâm, xa xa Lâm thấy một cái gì, giống như một cái lu, cái hồ đi ra sao coi nha cả nhà. Vô đây nó hôi hôi cái gì cả nhà, tới mà nói nó hôi hôi cái gì. Bên đây thì cây cối cả nhà thấy toàn là cây u ám không, bằng đêm ai dám tới đây. Lâm nhìn xa xa Lâm thấy cái này nè, nhưng mà nhìn thấy mới nhớ chứ không là tối nay nó đánh thấy bà luôn này cả nhà coi nè. Nhà thấy có ông không nè, nè có ông nè, đó ông ông chút xíu biết đường né rồi không đánh thấy bà luôn. Đây thì một cái hồ nước, trời hồ nước mưa nước thì rơi xuống đây nhìn thấy ghê quá. Nhìn rất là u ám luôn. Đây này cả nhà nhìn nè, xung quanh ở đây nè. Đậm sẽ đi tiếp nha, đi tiếp vào căn phòng mấy mình đây. Sổ nhìn bên đây cả nhà, nhìn đây nè, nhìn đây nè, ủa cái gì trời, ủa nghe tiếng gì cả nhà. Ôi trời, nghe tiếng gì á, phải chọi gì á. Có ai chọi không ạ? Alo, có ai không? Có ai đây không? Alo. Alo. Ủa không có ai mà sao nghe tiếng bụp bụp ta? Đứng ớn rồi cả nhà. Có ai trong đây vậy? Có ai ở trong đây không? Làm như có người sao cả nhà ơi? Căn trạm xá ở dưới quê như vậy nè, cũng khá là to rồi đó cả nhà nè. Tường bọng nó nứt hết trơn nè. Bỏ là phải rồi, bán lại cho người ta là phải rồi. Nghe nói là cái này là bán cho người ta rồi, nhưng mà tại sao không biết lý do gì người ta không sửa lại, người ta không làm gì nữa. Nghe cái bụp này nghe chổi không biết, kêu không trả lời. Đây là cái phòng chính nè, phòng khám này cả nhà. Nó u ám quá trời đất. Đi tiếp nha, ngoài đây là cửa sổ, đây là ông môi rất là nhiều cả nhà nè, không lẽ ông môi rớt ta, rồi ông môi thơm luôn, ăn được luôn cả nhà nè, ăn phớt luôn, ăn đi cái răng đang xì luôn. Đây là cửa sổ, nãy Lâm thấy có dĩa, cái dĩa ong này nè, đây 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 đây, đây. Không có nói vòng vòng gì cho cả nhà làm gì không nào. Bây giờ làm tăng một miếng ánh sáng lên cho cả nhà xem nha. Xíu ánh sáng lên thôi nha. Đó. Rồi cho cả nhà xem ngủ ông nè. Đó, lơ tơ mơ nó quất một cái là xong luôn.
Rồi cả nhà thấy chưa nè, yếu về ông là thấy chưa đó, thấy chưa nè. Này cả nhà thấy ông nè, về ông đó nè. Ở đây nó đánh phù mỏ luôn, nhà thấy chưa nè. Đó. Đã tối quá cả nhà không thấy. Bây giờ mình cũng không dám ra đó đâu, đứng ở cửa sổ này quay ra thôi. Đứng cửa sổ này quay ra được rồi. Ở đây con ngồi trái rất là nhiều mà không ai vô đây hái ăn hết. Đây. Hổ hồng ở trên kìa, đó cả nhà thấy không nè. Hổ ở trên nè, cả nhà thấy không nè. Đây chỗ này nè. Thôi mình không đi ra ngoài đó đâu, ông muốn đánh chết. Mình sẽ đi qua không bên đây nha. Yên nha. Nói chung là nhìn rất là ma mị. Ban đêm thì có dịp Lâm quay cái này xong rồi, có dịp Lâm sẽ quay trở lại. Nãy giờ thấy chỗ bụp bụp thì ra là ông ngồi nó rớt, chứ không phải là người ta. Ở trước này thì rất là bề bộn, gạch đá rồi lọc nhọc nhọc ra cả nhà nè. Chứ gạch đá rồi lọc bột nhiều lắm. Ở đây thì có một cái chầm lanh mọc trước cửa nhà luôn. Cái áo này thì ghê quá. Và cái đây là cái một cái tấm tre giống như cái mái ở trước cái nhà, đây là cái máu ở trước. Ở đây thì đi vô đây cẩn thận nha cả nhà. Cảm thấy có đinh bọng rất là nhiều. Vì rất là bề bối luôn. Đi cẩn thận có rắn rít đâu chết luôn. Đi vô thôi cả nhà ha. Rồi đã thấy có một đôi dép, đôi dép của nữ luôn hả? Không lẽ có ma sao trời? Nhà ông Hoàng này làm gì có dép ở đây? Làm sao có dép này được cả nhà? Trước thì Lâm thấy đi vô nhìn xung quanh cái có gì không để ghe ra cho an toàn. Nhìn xung quanh trước cả nhà không thấy gì, thì thấy một đống gạch và một đống đồ sẽ bằng giờ đây có đinh, cây cối có đinh rất là nhiều. Đi vô đây cẩn thận. Gạch này, đây cái bàn, cái bàn, và đây là một cái, thấy có một cái chai, không biết cái chai gì đây, chai gì đây cả nhà, chai gì đây, biết đựng cái gì trong nè. Ở đây thấy Lâm thấy đèn nè, đèn nó bể nè, nó rớt nè cả nhà nè, để đây đi. Ai vô đây ban đêm ta đạp cũng bể. Căn phòng này cũng như mấy phần cửa kia nhưng mà hơi nhỏ chút xíu cả nhà, hơi nhỏ chút xíu. Xin mấy trên đó nè. Rất là u ám mặc dù đi ban ngày. Nãy giờ thì không thấy hiện tượng gì, chỉ có rớt. Bịch bịch là trái mấy con môi rớt thôi chứ không có gì. Vậy Lâm sẽ đi ra đằng sau cái cửa sổ luôn, ra đằng sau cửa sổ nó thấy có cái gì người đó không? Rồi, ở chung quanh là cái xung quanh, xung quanh cái phòng này nó như thế này. Toàn là gạch. Đó, tại vì ngói mà, cái này là ngói. Ngói thì cũng như gạch vậy cả nhà. À, ở trên nó trống lóc ở trên không nè, à, không có gì đâu. Ở đằng sau này thì không thấy gì cả nhà ha. Chỉ thấy cái tổ ong này thôi. Tổ ong mà lúc nãy cả nhà cũng thấy rồi nè, này nói đây nè. Nhưng mà sao quay lên đây nó tối không thấy, thôi cởi bỏ qua đi. Mình không ghẹo nó thì nó chắc không đánh mình đâu. Đây trong một cái bàn nước bằng gì ngoài này nè cả nhà nè,
Trời ơi, nhìn sao này nó ghê quá. Ghê, ghê rắn rít trụ ám quá. Ở đây có cái nhánh cây chĩa này vô thấy ghê không? Bên trên thì có những cái anh thấy có cái màn lưới. Có cái màn lưới nè. Cả nhà thấy không? Ở dưới đây đặc biệt nãy giờ Lâm thấy rất là nhiều mà chưa chia sẻ cả nhà xem. Rau mùng tơi rất là nhiều. Nhưng mà ở nơi quang như này rau mùng tơi nó mọc cũng rất là tốt cả nhà. Hái vô nấu canh ăn được luôn. Nhưng mà cả nhà biết không, nó mọc trong cái nhà quang này, tốt nhất đừng hái ăn. Mình ra đường, ra ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài cỏ gì đó mình nó ấy thì mình hái ăn. Chứ trong đây đừng nên hái nha. Gạch bọng gì đây không thấy ghê không? Bây giờ làm sẽ đi tiếp nha. Bây giờ không phải cẩn thận cái nhà, đừng bọng. Đi qua bên đây. Và phòng này là mới ghê nè, cái phòng này là cái phòng mới ghê nè. Nó chuẩn bị đi qua nè, mới ghê nè. Đi xa xa thấy ghê đó, u ám rồi nè. Ở trước thì bây giờ bà thấy nè, một đống sò bằng. Đống sò bằng nè cả nhà. Làm gì có người giao cư này ở chứ, cái giám sát người ta bỏ lâu thì làm gì có mền mùng gì đây. Có dài nữa nè cả nhà nè. Cả nhà thấy nè. Có dài đây nè. Có dài rồi mền chiếu nữa, chắc có người vô cư ở đây. Những cái nhà quan có vô cư ở là chuyện bình thường cả nhà. Đóng bề bộn luôn. Trời đất ơi, vô gia đình thấy gớm luôn cả nhà. Cả nhà xem nè, trời ơi trời nè. Gì tép. Rồi guốc. Tại vì có người gia cư vô đây ở thiệt á. Cái phòng này nè. Có nón nữa. Nón. Rồi ba lô. Rồi chiếu. Ở đây thì nè. Trời đúng là u ám thiệt. Cái này mà nửa đêm vô đây chắc chiếu. Ở trên thì nó có một cái làm như là nó có một cái hồi xưa nó làm lau phong á nè. Ở nhà này nó thấy u ám cái cho nó. Đây có một cái tấm kiến ở dưới này cả nhà. Hết hồn gì. Cho cả nhà xem cái tấm kiến này. Tấm kiến này đi mà đi mà không thấy đường nó đạp chết luôn, đạp gãy chân đứt chân luôn. Kiến nè, Lâm thấy có nón nè. Nón này cả nhà này. Đây thì có ba lô. Rồi. Này kia thấy chiếc gà đây, cái guốc. Đây, áo này có ai nè. Có chắc người vô cư vô đây ở đó cả nhà. Trời. Nơi gì mà có người vô cư vô ở nó nguy hiểm quá. Đây, chiếc guốc của ai đi. Đừng nói chiếc guốc của ma nữ nha. Trời ơi, thấy ghê quá. Áo nè, cửa sổ này, cửa sổ này, ở đây thì nó bê bốn và bê bội, dơ lắm cả nhà, giờ đi vô trong thử luôn nha. Bên trong này nè. Đây thì đi cẩn thận. Có đinh bọng như kia đó nha. Làm thấy có lưỡi lam gì đây nè. Nghĩa quá. Ôi. Nhìn cái gối có hình cái con gì hết hồn nữa nha. Hết hồn. Ở trên tường này thì vẽ cái gì đâu nè. Xung qua mấy bên đây quên gối thôi chứ không có gì nữa. Ở đây thì đóng một đống rác luôn. Cái nhà biết cái nơi mà u ám thế này không phải là bình thường đâu cả nhà nè. Ở kia là cửa sổ, hai cửa sổ. Bên kia là có cái tấm mà giống như cái lò phòng mà nó bị sập xuống rồi mà nó không rớt xuống cả nhà. Sao nó không mục nó rớt xuống nè.
treo đông đưa gió thổi gì chứ ghê. Nói chung là căn nhà này cũng khá là, căn trạm xá này cũng khá bề bộn. Cái gì vậy? Hàng thần lặng. Đây thì Lâm thấy có một là phòng nó đã gãy cây, rớt cây kèo xuống rồi nè. Rớt cây kèo xuống đây rồi. À, một điều Lâm thấy nữa rồi, cả nhà ơi đây nè. Ở trong đây là người ta làm một cái giạc, cái giường. Đây là cái giạc này, chắc cái người dân cư người ta ở nè. Lâm thấy còn mền mùng chiếu người ta cuốn lại nữa kìa. Đồ đạc quá trời, chắc chắn là người dân cư ở đây. Người ta đi rồi. Mà đặc biệt là thấy chỗ này nè. Vô luôn cái này. Chỉ cẩn thận thôi, không có chắc không có gì. Điều Lâm thấy nè. Đây là một cái ổ mối. Cái nhà biết không? Những cái nhà quan nào hoặc là trạm xá nó có ổ mối. Là có một cái hình tượng như rất là lạ, rất là ly kỳ. Đây, ổ mối này cả nhà thấy không? Đóng rác rủ thứ ghê quá này. Đây là một cánh cửa sổ. Làm không dám đi gần cho khu vực này đâu, cho nó rớt cái này xuống nè. Cái nhà nó rớt cái này xuống là bể đầu luôn. Cũng phải đi rớt thì né thôi. Bên này cửa sổ nè, những cửa sổ này đi ghê lắm, thấy gì chứ, rất là u ám luôn. Rồi vô đây nãy giờ thấy một đống bê bộn mà nó ma mị lắm, rất là ma mị luôn. Còn ngày thì nãy giờ đi Lâm cũng thấy hơi bị nhức đầu á, hơi nhức đầu. Vô cảm giác vô nhà quan đi hai ba cái này rồi không nhức đầu, mà vô căn nhà này cảm thấy rất là nhức đầu. Có điều gì đó rất là bí ẩn trong đây. Những cây nhà quan như thế này làm sao mà không có được cả nhà. Không có lý nào mà nó không có được hết. Thôi Lâm sẽ đi ra. Đi ra không phải đi từ, xẻo răng rít rồi. Hoặc là có cái gì điều gì đó không tốt. Một đống bề bộn ra thì cũng không có gì. Chỉ có lúc nãy không biết ai trội hay là ông môi rớt, làm giật mình cả hồn. Ở đêm đi mà nó toàn tan tan nhà nhìn thấy chịu nổi không nè. Đây nè, làm nó rõ ràng thấy không chưa nè. Này cả nhà nhìn thấy cái miếng này nè, nó có cái đinh nè, thấy chưa cả nhà nè, mà nó mục ở trên nè, nhìn thấy có cái đinh không nè, cái sắt nó ngậm nè. Ui, con rắn con rít, trời trời hết hồn. Cả nhà thấy không nè, một cái đinh gì nè, là đạp là chết luôn đó cả nhà nè, đúng tới xương cái đinh này luôn đó nè, đó ghê chưa. Bỏ nó qua bên đi, có ai đi người ta có vô đây nữa thì không sao. Giờ thì đi ra cả nhà ha, coi như nãy giờ cũng đi khám phá gần hết cái khu vực này rồi, thì thấy thì cũng không có hiện tượng gì lạ, chỉ có thấy ngôi nhà là rất là mi ma mỹ đó cả nhà. Thế nhìn sơn ngôi nhà lại nè, cả nhà thấy chị Nga suy nghĩ cả nhà này đi mà đi quan điểm trả lời như thế nào. Căn nhà nhưng mà gọi là một cái trạm xá, trạm xá bỏ qua. Ở đây thì Lâm thấy một điều kỳ lạ nè. Này cả nhà thấy không nè, cây ớt hiểm, ớt xanh đó cả nhà. Rồi quay sơ cả nhà cho cả nhà xem đây. Bây giờ thì khám phá rất là nhiều rồi, thì cũng không thấy hiện tượng gì bí ẩn, nhưng mà lúc nãy nghe đùng 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 mấy cái, không biết có gì trong đây không. Nhiều khi ban ngày mình đến người ta không dám ló ra, thì do ánh nắng mặt trời cả nhà, người ta không xuất hiện ra được, người ta không xuất hiện ra nó. Chứ thực ra những căn nhà bỏ hoang mà lâu năm thì căn nhà nào
trạm xá hay là cái gì cũng gì cũng cũng có điều rất là kỳ lạ đó. Nhà đây Lâm thì thôi, video Lâm cũng chia sẻ cả nhà khám phá trạm xá quan và quyền bí bí ẩn tới đây đã kết thúc rồi, nhìn rất là mi ma mị luôn cả nhà ha, cả nhà nhìn là biết là nó như thế nào rồi. Thôi video Lâm sẽ kết thúc tại đây, chúc tất cả ông bà cô chú chị ngày mới tốt lành, nhớ mong đón đăng ký ủng hộ kênh để Lâm khám phá những căn nhà hoặc là những cái điều gì mà quyền bí nhất cho cái nhà xem. Bây giờ thì tạm biệt, chào ông bà cô chú chị nha.